Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Rồi, là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn nha. Thì hiện tại là cũng tờ mờ sáng rồi bà cô bác ơi, ở nhà Khánh bây giờ á là Khánh với vợ là với hai bé nhỏ là cũng chuẩn bị thuốc để chuyển ra ngoài đây. Tại vì bây giờ nó chuyển ra ngoài để tại vì hôm nay thì cũng có bà con đặt hết rồi, cũng biết số lượng rồi hết rồi ông bà các bác, tại vì đặt á mình mới chuẩn bị nên là bây giờ sẽ di chuyển ra ngoài đây luôn. Đừng chút xíu Khánh giới thiệu cho bà con cho nó thuận lợi luôn á. Đây rồi đó, đây đưa cho ba nè con. Đây nè con chọn bà cô bác nè, nè lớn lên rồi để trên bàn cho ba đi. Rồi nè ông bà cô bác ơi, những phần thuốc nào bây giờ thì Khánh cũng chuyển ra đây để chút xíu lấy cho bà con cho dễ. Ê trời đó những phần thuốc này bây giờ là Khánh á ở nhà là sao sẵn luôn rồi, tại vì á theo như chia sẻ thì mấy bữa nay thì Khánh thấy là nhiều bà con á về đem về nhà là không biết sao đó, sao nó hư thuốc nữa, rồi thấy cũng mà thấy thương quá. Bây giờ ở nhà thì tiếp tục là sẽ thêm một bước nữa là sao giúp cho bà con luôn mấy cái dược liệu đá này luôn để cho bà con về cho thuận lợi. Một phần là để chọn cái tay phục dược, mà phần thứ hai nữa là giúp cho bà con để nhiều bà con về mà sao không được á, đi ở điều kiện nó không sao được thì cũng thuận lợi ông bà cô bác ơi. Bây giờ Khánh cũng một lần nữa thì Khánh cảm ơn bà cô bác rất là nhiều luôn nha, đã luôn thương yêu Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn cùng gia đình trong thời gian vừa qua luôn. Cũng mong sao là bà con vẫn luôn thương yêu đồng hành cùng hai anh em. Rồi bây giờ Khánh chuyển máy quay là để phụ chuyển sắp xếp mấy cái phần thuốc này lại đây. Rồi Khánh sẽ hái những phần thuốc cho gọn lại. Từ từ thôi con, đi mình té đó. Thuốc này là đầy đủ hết rồi, trong đây là gồm có ngũ chảo, thuốc cú, bông ngò gai, rồi đương quy. Rồi nghệ là để riêng, tại cái này mình sao rồi nghệ để riêng, khi nào mà bà con lấy thì mình sẽ bỏ vô nha ông bà cô bác. Thôi để ấy đi chút xíu rồi lấy ra tiếp, chứ để ra nhiều quá em ơi nhiều quá, để nhiều quá ngoài đây quá chiếm không gian nhiều quá. Ở trong còn bữa nay dự định cũng mấy chục phần ông bà cô bác đây. Còn đây là mấy bình rượu nữa nè, Khánh để nó đem ra đây luôn, cũng đầy đủ tên tuổi hết rồi. Quá rồi. Rồi xong. Mọi khâu chuẩn bị đã xong rồi mà cô bác ơi. Đây để Khánh để gần lại đây. Đó. Em lấy gì nữa hả? Đó những bình rượu đây. Đây hôm nay là cũng có 5 bà con đặt coi như là một bình đó thì ở nhà ngâm 9 lít đâu mà các bác. Đó Khánh mới ngâm cũng có hình như là 2-3 ngày gì hả, mà nó cũng vàng ứa rồi. Ở nhà Khánh sao á, Khánh sao là nó dạng như là mình sao cũng quen, nó mới biết cách sao á nè. Vừa ngâm mới đổ vô chừng 2 ngày là ông bà cô bác thấy nó ra màu rồi nè. Đó nó nở ra nè. Đó bình nào này nở phình lên luôn nè. Rồi Khánh nén chặt lắm mà giờ nở phình lên nè. Mới có 2 ngày thôi mà các bác. Đó chờ những phần thuốc trên đây là sao hết rồi. Khánh kỳ này Khánh sao dùm luôn. Trời ơi, cô ở Lộc Ninh Bình Phước á. Dạ chào cô. Chào anh luôn. Dạ. Em cũng xin phép em ghi hình ảnh chút xíu nha. Không sao không sao. Trời ơi khẩu trang thì cô. Cô xấu quá cô. Chào bà rồi con. Chào bà. 200 quà lại nha. Dạ cô. Nè. Nè con chào bà kìa. Chào bà, chào con, chào con. Trời ơi cô đi vô trong luôn rồi. Cô đi đâu vậy? Cô đi vô trong luôn rồi cô ơi. Rồi. Này cô. Ba gì vậy? Hả? Gì vậy bà? Không biết, bà mua cái gì cho con á, bà đem vô trong kìa. Sao cô đi mà cô đem đồ theo quá trời luôn. Thôi đi ra ngoài. Hả bà không? Bà mua đồ nữa hả? Rồi. Nè bà mua đồ cho con kìa. Con cảm ơn bà kìa. Dạ con cảm ơn bà đi. Để coi đó con đừng chạy con. Cô kêu mình nhắc luôn. Trời ơi coi cô đứng ở ngoài mà thấy cô đợi lâu quá, con đi vô đây luôn. Gì cô làm gì? Nè, cái thử miếng nè. Gì con? Ngồi chà bông. Thấy không? Dạ. Cô làm luôn hả? Cô chà 2 kg còn nhiều đây nè. Đem xuống nó cho tụi nhỏ nó ăn. Thôi đừng quấy cô nữa. Cô ra ngoài uống nước cô ơi. Cô về liền hả? Chút cô về liền tại về Lộc Ninh luôn. Đi xa quá trời. Xa quá. Qua xuống. Nhà dưới luôn. Bà con xa. Bà con xa. Dạ, vậy là bà con luôn. Bà con luôn. Thì cũng ở gần ở nơi ở đó. Dạ. Đi họ hàng. Dạ. Bà con làng xóm đi ha, không? Má con lấy gì? Ừ. Vậy là sáng chị đi là lúc mấy giờ? Hồi sáng đi hả? Sớm 5 mấy đi rồi. 5 mấy đi. Bây giờ này 8 sáng ăn đồ nữa. 8 giờ mới tới nơi. Đúng rồi. Sáng, chị là ở đâu? Hồi sáng anh em mình chị, 7 giờ đi. Dạ? Chị là ở đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương, giờ cô đó ở Bình Phước. Đúng rồi, đó bà dì ruột, rồi chở dạ. Xuống đây. Ở này ở Sài Gòn, rồi đi cũng ở Bình Dương luôn. Đó. Dạ. Mày bạn ở xuống. Ủa lấy thuốc luôn hả? Đánh lẹ với anh. Không đánh... biết nữa cô vô cô làm dù. Giờ đây ngồi con rót thuốc cho cô uống nữa chứ. Từ từ là lấy anh trai đi cái ly. Đi quýnh cho chút lẹ. Từ từ đi. Từ từ là gì vậy trời? Tính nhìn chút gọn. Đi làm gì kìa. Tính về còn không chuyện đó nên phải về liền. Ủa sợ ai? Không chị gái này đâu có bận gì đâu cô. Tài xế đâu có bận đâu. Đó phải đi về làm cho ta cô phải đi về cho nó nên cô xuống. Cô đi hơi xa. Dạ. Đúng là cái đó là rượu hay gì? Cái rượu năm nè Nguyên. Dạ. Cái này anh Khánh nằm. Chào em gái. Em là là ấy một bình rượu đúng không? Bây giờ là chạy về quê luôn á hả? Dạ không, em về trển rồi sáng mai em mới về Tây Ninh. Tây Ninh Bình Dương tầm kế bay không. Là tao hết luôn đi rồi. Rồi cảm ơn. Dạ bữa nay con sao dùm luôn. Chứ con sợ mấy cái dược liệu tha lá đó đó về nhà sao nhiều lúc bà con sao không tới nó không ra thuốc. Coi mấy cái đứa ăn chân gà nè rồi tái qua khách về nhà ăn đồ. Coi clip nhiều lắm. Dạ dạ. Cả năm rồi đó. Ủa rồi còn cái rượu đó là mình có bán riêng không? Dạ rượu ngâm sẵn á hả? Dạ không phải đặt trước nhưng mà trường hợp mà đặc biệt mới ngâm dùm. Ngâm trước em vô ngồi ghế đó. Ý mua chai về mình uống nước đem ra. Chai người nào bệnh nặng rồi chia ra thôi chứ đâu có bán. Bữa nay cô dưới tầm du. Dưới tầm du người ta bán rót ra lấy chai đó rồi dán tên con vô bán. Bữa nay mới có người điện thoại lên báo con biết. Trời bán mà còn nói là Khánh Nguyễn ship xuống dưới nữa chứ. Trời ơi. Không phải Khánh Nguyễn biết sao, tại vì nó đi mình không biết chỗ. Bé mình hôm nay tại giờ bây giờ là nó có cái đi dịch vụ ship, mình hỏi coi ship tới nhà hay không. Thiếu sớm là mình đi nó tiện hơn chút xíu mà không biết đâu. bữa có hỏi, nó hỏi à. Bởi vậy nhiều lúc mà nói là mấy người mạo danh người ta nói là bán thuốc rồi ship tới nhà luôn, rồi mấy trăm ngàn chai vậy đó à. Mấy trăm ngàn chai nhỏ đó đó. Trời, bán rồi có người bán 500 ngàn chai rồi 300 ngàn rồi tùm lum hết. Dạ. Hai mẹ chạy đi đâu rồi? Dạ hai bé nó đang chạy ngoài cô, để con lấy thôi, để con rót rượu cho cô uống để con uống. Anh có bệnh không? Anh lấy giùm mà phải không? Ừ, đi lấy giùm mà cái tay chân nó tơi. Tay là mình uống được phải không? Dạ được. Chị làm bên chị. Lao công á. À trời, lao công chị uống đi, không có cái chị. Có chị lao công ở ở đâu ta? Chị Sương ở Gò Vấp. Em đi làm giúp việc cho giờ à? Sao vậy? Lấy chai nước uống nha em gái. Cho nó trong chai. Nói chung tay. Hả? Vậy hả? Nhà em á, nhưng mà mẹ em nói là người sơn cờ, nhưng mà anh coi thử phải không? Ờ. Nó nè. Cơ nghệ kia là nghệ vàng. Ừ. Đúng rồi nó đó. À, nghệ nhà cũng giống vậy, nó bẻ ra là nó màu đỏ vậy đó. Ừ. Để sao cường, để sao cường để đỏ. Vậy em đem vô luôn hả? Đó em lấy nghệ của anh kìa, em bẻ ra thử rồi đó. Một phần nghệ anh lấy sẵn luôn rồi đó. Em bẻ ra coi giống không, coi nhận định khách quan coi. Em có đem xuống nghệ mà đó. Đó nghệ đỏ, còn nghệ vàng đó cho nó hoàng khè à. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đó, nghệ đỏ, nghệ sa cừ đó. Dạ đúng. Ôi, đi Khánh Nguyễn đi cái này đi về làm sao mình nhâm Khánh Nguyễn. Dạ, thì bây giờ em sẽ chỉ nè. Bao cái ra sao này sao? Lấy anh sao một chai rượu rồi phải không em? À. Bao cái nghệ nè, phơi sao lên. Khoan để phỏng vấn cô cái cô ơi. Cô trời hôm nay cô chị có mặt cô xấu quá. Không có. Đi ngâm luôn giùm được không? Dạ. Không bây giờ đâu. Giùm nữa, nếu mình chưa có làm qua, vậy anh chúc em chỉ anh về. Dạ cô ơi, cô có thể giới thiệu về mình, cô ở đâu thì cơ duyên gì mà biết tới con không cô? Cô ở Lộc Ninh. Dạ. À là cô coi trong cái YouTube nè, cô coi thấy hay quá. Chồng cô cũng bị đau lưng, cô cũng bị thói quá cuộc sống này với thần kinh tọa nữa, nhưng mà chứ bữa đó chăm cứu bớt hết rồi giờ cái xương sống nó bị gai, cô chụp hình đấy gai với đốt sống cổ vậy đó. Dạ. À, cô nằm xuống nó nhói lắm. Dạ. Cô mới hơi đi xuống kêu này nó chở đi nè. Dạ. Đâu có biết đường đi xuống thành phố nhà này cháo kêu bằng gì. Dạ. À, mua về để ngâm. Rồi cô kỳ này cô về cô ngâm theo hướng dẫn của con nha. Rồi. Dạ. Trời quay lên đừng lên tươi vậy. Xấu quá vui luôn. Dạ. Bán cà phê mà con không uống cà phê cô không có đem. Dạ. Biết sao không? Cái bà nói là bà mới đi chích 10 triệu 2 cái đầu gói này, bà không có tin. Rồi. Bà nói là coi với tôi cũng con tôi nó bị cuộc sống nữa, thói quá mà nó không có tin. Dạ. À, cô đi trước đi về đi. Dạ. Coi hết đấy. Trời, tôi thấy người ta đi 500 người, hết 500 người luôn. Dạ, cô đó còn không tin nữa. Mình thấy là cha mẹ phú hậu lắm. Nhiều người ta họ nói là tốn nhiều tiền đi bác sĩ mà còn chưa hết nữa. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nữa không? Thuốc Tây nó khác một cái thuốc nào. Hôm nay nhiều. Họ nói hả bác sĩ người ta học bao nhiêu tiền ra là bác sĩ người ta chữa còn chưa hết. Thì quay mấy cái ông. Vậy sao mà mấy bà con không có xem mấy bác sĩ xuống đây? Ông bác sĩ này không có dư. Bác sĩ xuống đây nè. Thiệt. Đó mấy cái đó cô cũng coi nữa. Bác sĩ xuống đây không á. Trời ơi, cô coi Khánh Nguyễn nè, quả trầm Phong Nguyễn mới đi quay nhỏ mà 4 tháng bị vậy đó, Phong Nguyễn đi đó, cô cũng coi nữa chứ. Cái hầu như là những gia đình mà có con cái là bác sĩ á. À, thấy được không? Dạ, trời quá đẹp. Có ngoài xấu ở trong mình á. Ngoài xấu á. Dạ. Vậy ở gia đình mà có con là bác sĩ á, là người trong gia đình là không cho uống thuốc nha. Tại vì người làm bác sĩ người ta biết là uống thuốc tây là nó có hại, là không cho uống, là không cho mổ luôn. Mà những người mà mình nó lao động thì cứ ham, cứ nói là có tiền đi mổ xong đi về ngồi xe lăn luôn. Mà những người trong nghề thì không mổ mà đi xuống đây, chị cứ về chị xem kỹ là những bác sĩ xuống đây không á. Cái bà đó, bà gần nhà này đối diện, cái bà bán cà phê á. Bà có lò cà phê, bà nhấc hai cái đồ mới. Rồi, cái này, cái này chắc không biết gọi bằng chị bằng em đây nữa. Em đi. Chết 10 triệu em gái là lấy cho ai? Dạ em lấy cho ba em với lại lấy cho em bị thấy hóa đốt sống cổ á. À. Tự nhiên lúc em đẻ xong cái nó bị mà em ngồi làm không được. Ủa lúc trước là em có lấy thuốc của anh chưa ta? Dạ không. Chưa hả? Dạ chưa bao giờ. Anh thấy cái nít đó quen quá mà em đặt là em chưa có lấy phải không? Dạ đúng rồi. Đợt hỏng là em có hỏi anh, xong anh gửi cho em định vị là xong em bị sốt xuất huyết cái em xuống không được. À. Cái xong cái em nói để em về quê thì em mấy coi nghề đó phải giống không? À. Tại nhà em trồng, mẹ em không có làm gì hết trơn á, trồng bởi sao á. À. Cái em nói để em về em lấy mang xuống cho anh Khánh coi phải nghệ sờ cừ không? Dạ. Tại vì nghe anh Khánh nói có nhiều người mua mà không có giống. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình là bây giờ mình lấy rượu về mà đem về đâu? Dạ đem về Tây Ninh. Tây Ninh hả? Tây Ninh mà ở chính xác là ở đâu á? Dạ em ở huyện Châu Thành á. Châu Thành hả? Dạ đúng rồi. Ba em không bị thần kinh cọ bên chân bên đây mà nó bị kiền đi thần kinh mà cái chân này của ba em nó bị teo luôn. À đúng rồi, vậy là bị nặng rồi, nó teo cơ luôn rồi. Đúng rồi. Cái xong cái ba em đi chích hoài cái đi ra ông bác sĩ đó ông không chịu chích nữa, ông nói chích hoài mới bị mục xương. Đúng rồi, bị thối quá mục xương. Cái có người quen cái cho ba em hộp thuốc vậy nè. Thuốc này cái ba em uống mà nó bớt nhưng mà nó giảm đau tức thời thôi chứ nó không. Dạ. Nó giảm đau tức thời thôi chứ nó không có hết mà ba em cứ uống hoài luôn nhưng mà người ta nói là uống thuốc này là nó không có tốt. À. Giờ đây nè. Đó, tháng nào em cũng mua thuốc này luôn á. Thuốc của Trung Quốc hả? Em không biết nữa, không tiệm thuốc nó bán thì em mua giờ tháng nào em cũng mua cho ba em. Thuốc này của Trung Quốc mà. Đúng rồi, thuốc của Trung Quốc. Dạ, uống thì nó không có đau nhưng mà không uống nữa thì nó đau bình thường vậy đó. À. Trời ơi, chị Từng có cái này nó kiểu mà nó uống mấy cái này để dễ bị giống như nó phù người á. Dạ đúng rồi, tại ba em đau quá. Lúc nào về cũng thấy ông ôm cái chân gì nè mà nó nhức đâu không có bóp mà nó không có thấm đâu đâu hết trơn á. Rồi chừng nào em đem về? Dạ bữa nay em về xong rồi sáng mai em mới về. À đem về sớm. Mà cái này cũng chưa có uống được mà mới có một em ngâm được mấy ngày ta. Cái đợt hỏng đúng cái rồi. Em thấy anh Phong lên YouTube á cái xong em cũng đặt nữa. Dạ, cái em lâu lâu cái được cái bông mà gai tìm hoài không thấy luôn tại vì người ta lên ta bán hết trơn đâu có đây để có bông đâu. Rồi, xong cái để khô hết trơn cái em ngâm cho ba em uống bình mà cũng không có tác dụng gì hết trơn. Cái lại em phơi nó hơi bị khô quá. Với lại lúc mà em sau chủ thổ em sao xong em đổ xuống với em không biết làm sao mà sao ba em uống không có bớt. À vậy là ngâm uống rồi đó hả? Dạ, mà uống không hết. Trời ơi. Mà không có tay phục dường sao làm cho ba em uống mà nó không có vậy. Uống hết một bình rồi. Dạ đúng rồi, ba em đổ xét luôn rồi. Trời ơi. Uống một bình mà không có tác dụng luôn cô. Dạ đúng rồi. Tay phục dường. Dạ đúng rồi. Cái con tìm được ngải cứu, cái con tìm nhà con có nghệ rồi. Cái con gửi người ta mua đơn quy xong cái gửi mua bông ngò gai, cái chờ cái đâu cũng cả tháng trời mới ngâm được bình rượu là nó khô hết trơn rồi. Gặp Tây Ninh em nó nắng nữa. Phơi một cái là nó khô ren luôn. Hết chất luôn. Nhớ đâu rồi? Dạ. Tây Ninh à? Dạ con ở Tây Ninh. Cô ở Lộc Ninh. Cô ở Lộc Ninh. Vậy nếu để chút xíu đi cái gì anh đưa thì cái bình anh ngâm rượu cho ngâm dùm cho em một bình rồi đó. Dạ đúng rồi. Rồi để anh chiết cho em một khúc đi về cho uống liền đi. Dạ tại vì em bởi vì nghe nói về cái teo. Nghe nói teo chân luôn rồi để lấy một cái khúc đó về cho uống trước thì xem cái coi như là cái hiệu quả như thế nào. Rồi mốt cái bình này nè tới ngày uống thì em lấy tiếp cho ba uống. Dạ em cảm ơn anh. Rồi em ngồi uống nước đi nha, để anh qua phỏng vấn tiếp cái anh bên đây cái nãy giờ anh lấy giùm thôi mà anh nói anh tê tay nữa chắc này cho đi lấy giùm chắc xuống đây thấy ngứa tay ngứa chân nè. Em chào anh. Nãy giờ đi quay vòng vòng không mà bây giờ mới phỏng vấn trực tiếp anh cái anh có thể chia sẻ anh tên gì ở đâu rồi cơ duyên gì anh xuống đây không? Đi tên Hải ở Bình Lợi, Sài Gòn thì cũng đi câu trên chỗ YouTube á, thì thấy là đau này kia nên là đau dây thần kinh này đau thì nói chung bản thân cũng có, cũng có đau cổ, rồi lưng, mấy cái tay nó tê, cái chân cũng có tê, thì cái tuổi tác mà với lao động thì lao động mà phải có tay, rồi với bè bạn nữa. Bà con nói với nói chung là nó rất nhiều người thì coi trên mạng này coi trên mạng thì thấy ngâm rượu uống thì mới hôm nay đi lần đầu tiên xuống thì đi mình để uống thử nếu mà đi được là tiếp tục nếu như mình uống là mình cho bản thân mình rồi xong cũng đi giúp bạn bè bạn bè những người mà người ta nó không biết đó mình mình đi giới thiệu cho người ta. Dạ. Rồi, rồi em nãy đang nói không cắt lời anh, không sợ cắt lời, không uống thử, uống thiệt nha anh. Uống thiệt. Chứ anh uống thử. Không có. Anh uống thử, uống thiệt. Dạ. Con này là bạn của anh hay là bà con? Là bà con luôn, đó trên nó. Là ảnh cũng bị luôn á hả? Thì nó sao trường mày tay chân sao? Có gì không? Bình thường. À anh khỏe hả? Vậy là anh chở anh đi á hả? Ừ. Dạ. Đây còn chị gái đây là coi như là vận chuyển nè. Đúng vận rồi, chuyển nhưng mà bị tê cái tay phải lắm. Thời lúc trước á là bị cái này thời gian rồi ở trên dưới quê bệnh viện tự nhiên nó mất cảm giác luôn, tưởng đâu là nó bị giống như tai biến à, nhưng mà uống thuốc thời gian hết, thì giờ chuyện quá tay phải, tùm lao động nhiều quá sao. Dạ. Thôi chị cũng mua uống sớm đi ha. Dạ. Để chú để em rót chị uống, mà chị chạy xe uống được không? Uống ly à? Uống ly không sao. Rồi uống ly không sao. Rồi tụi con vô đi con chạy xe. Dạ. Để em đặt máy quay xuống để em rót cho cô đi, mấy anh ở đây uống rồi chị uống một lần luôn. À uống thử nó làm sao được thì mới mốt chú mua nữa. Uống thử uống thiệt. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ Khánh đặt cái máy quay xuống để đi vô trong nè cô bác ơi. Rồi vô trong đây rót rượu luôn. Chỗ này ha. Chủ nhà mà. Trời ơi. Chủ nhà thường là đứng không hả con? Không có ngồi. Dạ thôi con xin phép con mời cô trước nha. À là cái đó là cái ngâm giống vậy hả? Dạ đúng rồi. Ngâm mà ngâm nhưng lâu mà hơn. Cái này tới 2 tháng được. À dạ, rồi lấy cái con mời cô. Rồi cô về cô uống là coi như là mọi bệnh đau nó từ từ nó tan biến hết nha con. Hồi nãy là cô chưa lấy nước cô uống luôn. Được rồi cô mới uống, nó có mua ly ấy để hỏi đường kìa. Dạ. Hỏi đường phải mua ly nước mía. Dạ. Phải mua cho thằng kia hai, nó có mời vé số phải mua cho nó 2 tờ nữa kìa. Mình về mình uống, mình uống liều lượng cũng cỡ này thôi. Uống cỡ này vậy. Dạ. Là mình ngâm mấy tháng mới được uống hả? Dạ ngâm 1 tháng chị. À. Ít nhất là 1 tháng. Ít nhất là. Dạ, Quyên uống 1 miếng đi. Thì uống thử coi nếu mà được thì uống đi có gì mai mốt con mua về con phải gì mấy trường hợp mà bị tê mấy đầu ngón tay ngón chân á là uống hết rồi á, uống đầu nóng tới đó Quyền nó chạy làm đứng nhiều quá chị là bị gai, bữa nay bị gai gót chân nữa, có trường hợp bị gai gót chân nữa vậy là nó trị hết luôn á. Bữa nay là hả em vừa lau nhà mà em vừa giống như đi nấu ăn nữa, ban ngày thì đi nấu ăn trường học, tối về thì đi giúp việc đâu không. Dạ, cũng làm thì mình có câu hỏi này thằng của mình dù mình có đi mấy thằng bạn ở nước ngoài mà mình muốn đi mua cái thuốc này thì gửi vô qua bệnh cho nó được Khánh mình. Dạ được. Hôm nay em gửi hầu như nước nào em cũng gửi hết rồi đó. Nhưng mà gửi tối đa được 4 chai này thôi. Mà gửi phí nó cao lắm. Coi cái bà mà nước ngoài đó chuyện em uống không? Không phải chứ nước mà. Nói chuyện cái nước mình là còn mấy tiếng đồng hồ luôn á, thấy nói quá trời ơi. Cái nước mình mang qua đường đã nói thì thôi luôn. Khánh, ví dụ cái nước mình mà cho vô trong chai mình nó gửi qua đường. Cái chỗ dịch vụ họ tự họ đóng, mình không có đóng. Mình không đóng hả? Dạ. Mình đóng tới đó nó cũng khui ra. Nó khui ra nay hết là chỗ dịch vụ tự họ làm, họ có cách họ làm. Mình chỉ đem lại thôi, cho họ đưa địa chỉ. Tự họ làm, họ dán cái gì họ dán chứ mình không có bây giờ nước bây giờ nó khó lắm. Ở đâu cũng vậy á, quê mà gửi đồ cũng vậy, mua điện. Anh khỏe anh đâu có uống đúng không? Ảnh vận chuyển nữa nè, trên đây là có ghi liều lượng hết nè, bởi vì nhiều lúc á con gửi cho bà con á cái chia ra chai đó, giờ về người ta lấy cái giấy này nè, người ta xem người ta làm giống vậy, người ta in ra cái photo người ta bán đó. Dạ, đúng rồi. Ở nhà đâu có giấu gì đâu. Quyên mua một phần bữa nào để mua không mua hay mua về ngâm đi Quyên, ngâm để dành uống hay lắm, đau lưng đâu gì. Người ta bị nghe coi đó, ta bị liệt mấy năm trời tai biến đó mà uống đi vòng vườn đó. Mình coi cái clip của Khánh nhiều lắm, cái clip đó của trên nhà mẹ Khánh của cô đó xuống kia bị liệt mấy năm đó là xong cũng trên đây cũng có nữa. Ở đây không cái cô mừng mà cong hai cái chân mà coi như là kỳ thích đi cong cái chân vậy nè mà phải lên về sau đây này nói đẹp như cái 18 đó. Mà cái cô Liên thật sự cô Liên mà cổ hết là kỳ tích luôn ha. Cô chắc cô có theo mà cô Lê Minh Mỹ á. Đó, thắng một chai nhỏ không? Dạ, cái trường hợp mà mấy người bệnh nặng mới chia chứ chia nhiều quá đâu có đủ đâu. Ví dụ rồi chia đi một ít về rồi để dạ, để uống từng một tuần là một như đây là uống tuần nè. Dạ. Là anh uống đó hả? Trời anh phải re mà nấu nó không hay chứ. Ta chân chứ, ta chân. Đây, trong đây gồm có để em chỉ sơ qua nhiều người sao không biết, sẵn ở trên đây vừa quay vừa chỉ hướng dẫn luôn á. Trên đây gồm có ngũ chảo nè, bông hò gai dưới đây, thuốc cú bên đây. Thì ba cái loại này mình về mình sao hạ thổ, mình sao cho mình hạ thổ. Rồi nghệ này á thì ở này ở nhà cũng mua thì họ cũng rửa rồi, về nhà cũng rửa lại một lần nữa rồi rửa lại, chủ yếu là lấy cái tay phục dược thôi. Về nếu mình muốn rửa nó mình rửa, mình bào lát ra, bào mỏng mỏng ra, xong mình phơi 1 nắng tới 2 nắng, xong mình sao thôi, cái này không cần hạ tổ. Dạ, xong rồi trộn chung vô cái 3 dược liệu này là 4. Còn cái này là đương quy là mình đừng làm gì hết nha, tại đương quy này có nhiều loại lắm, mình phải mua đúng loại, vừa bổ máu và vừa thông máu á, thì mình trộn chung vô đây luôn rồi để anh giải thích cái vị thượng vị hôm nay. Ngũ chảo á, là nó có tác dụng là nó làm cho mình lành vết thương. Đây là nhiều bà con là cũng hồi xưa giờ luôn á, dân gian mình luôn là ngũ chảo là mình đâm ra để ấy cái muối á, là mình đắp á, mấy người bị chật khớp hay là bị gãy xương rồi á, là người ta đắp cái này. Còn thuốc cú là nó có tác dụng giảm đau thì mình cũng thường đắp đó. Còn bông hò gai thì nó có tác dụng là trị bên giảm đau, bên gai cái trị gai cột sống với gai gót rồi á. Rồi nãy nói đương quy là tác dụng là thông máu với bổ máu. Và còn nghệ mấy cái này là mình ngâm chung với rượu thì nó tính nó nóng đó, nó để làm cho mình nở mấy cái mạch máu ra đó. Thì mình uống rượu thì nó dễ làm cho mình bị bao tử đi gan, thì cái vấn đề nghệ này vô nó sẽ nó làm khắc cái vấn đề mà bị bao tử. Rồi những người bị bao tử đi ăn uống không tiêu á là uống rượu này vô là nó cũng kích thích luôn á, nó trị luôn á. Rồi xong mà mình trộn chung như hết, mình mua thêm từ 250 đến 300 gram đường phèn là mình ngâm một phần là 5 lít rượu ra, thì mình bỏ vô cái hũ á, nó giống như cái hũ này, tại vì ngâm tới 2 phần nên nó bự. Dạ, để em lấy cái ra. Con trai. Dạ, cái chị gái này nè, cái em gái này nè, nhờ ngâm giùm, tại ngâm một lần rồi uống không hết nên nó nhờ ngâm giùm. Tại mấy trường hợp mà tự ngâm rồi mà uống không hết á, có tên gì bữa nay là ở đây có tên hết rồi, con ngâm chổng còn 5 bệnh chổng á mà biết vậy kêu ngâm giùm. Thì đó không biết quyên nhờ giùm mốt yên sống đây. Cái này thì tới 2 phần đựng, ngâm 2 phần nhưng mà 9 lít rượu, ở nhà ngâm 9 lít không à. Đây đó, mình nén, mình bỏ, mình trộn chung hết xong mình nén lại, mình nén là mình đè xuống khoảng 5 lít thì đâu nằm khoảng dưới đây nè. Mình nén chặt ha, mình nhớ mình đè chặt xuống, tại mình đổ rượu vô á, nếu mình không nén thì đổ rượu vô nó nổi ở trên không à. Dạ. Ném cái tô đá cái gì đó. Dạ. Dạ. Mình này ngâm mới có 2-3 ngày gì mà ông vàng vậy nè, nếu mà mình sao á, mình sao phải đúng của nó thì nó mới lên màu. Còn mình sao mà chưa tới á, hoặc là mình sao khét quá thì nước nó ra màu đen không à. Dạ. Giờ mình ngâm này 30 ngày mình mới uống. Ta làm được mình làm không được. 30 ngày cái này mình ngâm là ít nhất là 30 ngày mình uống. Mình uống thì tại vì ngâm cho bà con thì lấy cái bình này, bây giờ chịu khó mình về thì mình cứ lấy mình múc ra mình uống thôi, mình đừng có chắc ra nha. Tối đa giống như mình hết bệnh rồi á thì mình để 4 tháng mình chắc ra. Tại vì 1 tháng thì thực chất nó ra chỉ 80 và 90% cái vị thuốc trong đây thôi. Mình để càng lâu thì nó càng tốt. Giống như cái chai này là để tới 2 tháng được á. Có cái bà đó 1 tháng mới chắc ra đó. Dạ, có cái cô Liên á, cô Liên tại cổ không biết, cổ mới 1 tháng cô chắc ra, cô chia cho tùm lum hết, chia hết. Nhưng mà chia ra người ta uống vẫn bớt, giống như cái tỷ lệ nó không nhanh bằng thôi, nhưng mà nó vẫn hiệu quả, nó vẫn ấy thôi, vẫn tốt. Cũng như mình đem về mình ngâm rồi, coi chứ mình cũng phải làm từ thiện, mình gói cho người nào bị nhiều bệnh nhiều mình cho bớt, mình chia bệnh ra cho người ta bớt. Nhưng mà ý là xong ngâm rồi nước sao mình cứ ngâm, nước sao dạ không, một nước thôi nước thôi, đến 4 tháng là chắc ra chắc rượu, lấy rượu thôi. Rồi bên bên không nói 18 ngày em ngâm bên trong từng ngày cho ba Rồi 18 ngày mướn á. Tại vì có cái cô mà cũng không nhớ là cũng ở miền Tây đó. Cô đó cũng gửi về cho cô chú, xong mà cô chú nôn quá, lấy ngâm uống mới có 10 ngày à. Dạ một phần. Cái này là 5 lít đó. Cái này là con sau rồi. Dạ cái này là con sau rồi. À, nãy là đang giải thích cho, nhưng mà cái này sau rồi. Sao dùm rồi. Dạ, cái này hôm sau mình về mình làm nghệ thôi. Dạ làm nghệ giờ sau thôi. Dạ. Quá hay quá. Sao ngại phải dạ đúng rồi. Nhớ bào ra nha, bào mà bào. Không cần phải sao. Sao không có chủ thổ thôi. Nghệ sao? Cái đương quy không sao. Đương quy không sao. Coi cả trăm lít luôn. Sao cho nó nóng lại. Cho nóng thôi. Dạ thì mình sao là mình thấy cái miếng nghệ mà nó khô cứng lại là được rồi. Đừng có cho nó khét nha. Dạ đặc biệt là mình đừng cho nó khét. Còn cái đương quy này là mình đừng nó làm gì hết. Đương quy không làm hết. Dạ. Tại bên này rồi một phần là mình ngâm 5 lít là như đây nè, ở nhà ấy trồng luôn. Bữa nay sao không có đầy đủ hết, bữa nay sao tại hôm qua tầm 20 túi rồi còn 20 chưa sao. Xem cái lít đảo sao đi qua. Để em chia cho một khúc. Tại rượu này á, rượu này thì nãy nói là không có bán. Dạ chào chị. Chị là ở đâu chị? Ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Có nhiều người ta cũng sử dụng thấy hợp lệ. Chị có đặt, chị có ấy em trước chưa? Có liên hệ em chưa? Không có người nhà gửi địa chỉ tự kiếm tại mình ở đây. Dạ dạ. Sẽ có hai đứa con nó ở đây nó dẫn đi. Dạ. Em nghe điện thoại. Tôi mua giùm cho ông chú ở Đồng Nai. Đó, giết con thử. Con. Dạ con nghe cô ơi. Cái này là gậy đỏ. Alo, con nghe rồi cô. Dạ. Bữa nay vợ này Khánh có nhà phải không? Dạ con đang ở nhà nhưng mà đông quá trời nè, bà con tới đông quá à. Thông cảm con nha, bữa nay con không xuống nổi, con chơi chứ con đi không nổi luôn á. Dạ, sao cô không kêu ảnh đi? Có, giờ nó đang đi về dưới á. Dạ dạ. Đang đi về dưới đợi sao đi được con về. Đợi sao về thông báo hết bệnh. Dạ. Hết rượu rồi. Cô vô trong ngồi đây luôn nè cô, đâu có sao đâu cô, ngồi đây đi. Dạ dạ. Trên nữa là của bên ngoài. Dạ dạ rồi con biết rồi cô. Dạ 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 rồi con chào cô nha. Cảm ơn Khánh nhiều nha. Dạ. Chị uống nước gì chị? Thôi em không uống thì cũng gấp rồi mua cái này vậy là một cái này là biệt mới ngâm dùm nha chứ ngâm không sẽ đâu.